tích xanh thôi đúng không, nên là rất là có giá trị đấy. Tích xanh này nó không tụt luôn đấy. Áp bài, xin áp bài nhá, mình áp cho bọn nó xem nhá. Mẹ cứ tầm khoảng 1 tiếng là được tầm khoảng 5-6 nghìn view rồi, mà là cũng không có comment, cũng có ấy đấy, chứ nó có phải đâu, mà là toàn chủ đề về crypto cả. Thì anh em phải biết nhá, mình đã ở trong cái nhóm này này, thì dĩ nhiên là anh em ở trong nhóm mình thì mình sẽ chăm sóc. Đấy, tại vì anh em mà chăm sóc, anh em phát triển được thì anh em sẽ bắt đầu là phát triển, ok không đấy. Thì anh em biết là mình đã lọc cho anh em một số cái tích vàng này, thì anh em follow hết tích vàng. Nếu mà ai có clone thì cho follow hết tích vàng, tại vì follow tích vàng ấy nó sẽ giúp cho anh em mà tăng cái độ uy tín nick của anh em lên, và nó sẽ giúp cho anh em là được nhiều người follow hơn đấy, và nó sẽ giúp cho anh em hiện được nhiều quảng cáo hơn, ok chưa? Những cái này ít thằng nó biết lắm. Phải là ai làm lại không biết, có biết đâu, bọn mình làm cái này là phải nghiên cứu vọc vạch mãi mãi mới ra nhiều. Để mình kiểm tra lại đi, follow thử. Cái này nó chỉ có tác dụng ấy khi mà anh em lên tích xanh thôi, chỉ có tích xanh follow thì nó mới follow lại, chứ anh em dùng tích trắng hoặc follow thì nó còn lâu mới follow lại đấy. Nó phải theo kịch bản, không thì chung mình nhiều cái kịch bản này phải thay đổi, tại vì là bot nó quét hàng ngày, nhưng một ngày phải setup lại một lần đấy. Bây giờ mình sẽ giữ lại để cho nó chạy đây. Nick này chưa chạy, chạy chưa? Tập lát. Đây, cũng có được rồi. Cũng có được đây. Nào xem nào. Bọn nó quét tụt tụt nhiều vết đấy. Chung là nick mà càng nhiều tích xanh càng uy tín. Nick này là chưa hiện tích xanh rồi. Mất tích xanh hơi lâu rồi. Vẫn hiện quảng cáo. Mua VRC là mua cái gói 30 ngàn đây đúng không ạ? Proxy ở gói 30 ngàn, gói đấy rẻ nhất rồi. Dạ. Mua của TikTok ấy. Mới vừa chết còn có 5 cái à. Ủa, mua hết rồi. Mua hết rồi. Đấy, mình bảo hôm qua bảo mấy ông mua, chắc mấy ông mua hết mẹ rồi. 5 cái thì ít quá nhỉ. Chết mẹ. Mua của Shopee cũng được. Đi không kể có sự khác nhau gì không mà và gì khác nhau là ít thôi, nó không nhiều.
bọn này cho 1.000 một tháng, à 1.000 một ngày, chắc đéo để cho vay nợ đâu. Quay xong cho mấy ông kia rồi. Bây giờ đến lượt ông Trường đi. Ông Trường lấy mấy ác nhỉ? Lấy 10 ác đi, nhưng mà cho mình 10 ác trắng trước đi, mình test trước. Cho lấy ra 10 ác trắng trước nhá. Xong rồi là nick đấy mà ổn mà nhất thì tôi play lên tí xanh nhá. Ok. Cứ ác cứ lấy về cứ ngâm nhé. Trước là nói giá cho ông là mua 10 ác là để 6 triệu cho 10 ác nhé. Nhưng mà sau đợt vừa rồi xong bị thằng Elon Musk nó lại vả mồm là bây giờ bọn nó lại bóp lại cái hệ thống Pay. Tôi bây giờ lại phải đi nạp đi mua một cái thẻ mấy một thẻ khác để ấy vào. Bọn nó bây giờ bóp cái Pay kinh lắm. Mẹ bây giờ nằm một ác là phải làm một cái thẻ mà là thẻ đấy là giá tầm khoảng trăm mua mình mua tầm khoảng 100 ác này, mua 100 cái thẻ này rơi vào tầm khoảng 10 triệu, tức là hơn 100.000 cả. Thì đi pay cho anh em mà thì bây giờ phải pay riêng một cái nhỉ. Thì chung là khi nào có dùng ý, khi nào mà muốn gia hạn hay gì đó thì bảo tôi sẽ pay cho. Ok, cảm ơn nha. Bạn đã báo một giá rồi thì là cứ để một giá, nhưng mà đừng bảo cho người ngoài là cái giá đấy tôi không bằng cái giá đấy nữa đâu. Làm để làm cho mấy anh em thôi nhá. Rồi. Hiện tại bạn lại bạn bán ngoài thị trường là bao nhiêu? Bạn cứ lấy cao hơn xíu được sao? Thôi, bảo vậy này. Ở thị trường thì vấn đề của nó 700, kệ nó. Đâu là được, đó là đã báo anh em là một giá không vậy. Rồi, ok. Đó là nick mà là do vấn đề mà là của bên tôi, như là do pay quá hay là do bật kiếm tiền mà bị quá tôi sẽ bù cho nhá. Nhưng mà ông mà dùng mà dùng sai kịch bản hay là bị gọi là bị lỗi mà do phải ông dùng nick ấy mà bị làm sao thì tôi không bảo hành được đâu nhá. Rồi, ok. Đấy là phải bảo trước cho anh em thế. Thì ông cho tôi kịch bản trước đi, như hôm trước ông nói là mình mua về mình ngâm 4 ngày đúng không? Bây giờ ông ghi lại nhá. Mua về thì ông ngâm ông như là Kiều với cả như là Huy này là ngâm cho mình là tầm khoảng 48 giờ nhá. Up cho mình một bài, mỗi một nick là một proxy riêng nhá. Thì bây giờ nó đang bị có một lỗi như thế này là khi nào ông lên tích xanh thì ông hãy đi tương tác với cả những cái nick của ông. Mà là bây giờ giống như là ông bây giờ là ông phải nuôi cái tài khoản đấy cho nó ngon một tí, là phải cho đi follow. Cách thức đi follow thế nào? Bây giờ ông cứ vào những cái thằng nào, một là ông follow hết bọn tích vàng của tôi, xong rồi là ông đi follow hết tích xanh của tôi nhá. Một ngày ông là một ngày bây giờ là 400 mắc là 400 lần follow, thì bây giờ là cứ phải giãn cách ra là cứ 10 phút đi follow một lần, là một lần tầm khoảng 20 tài khoản. Ok chưa? Thì là trong số bọn đấy khi mà ông lên tích xanh ấy thì bọn nó sẽ phải follow lại, mà chỉ được follow khi nào ông lên tích xanh thôi. Nhá. Rồi ok. Tức là nó hiện tích xanh lên thì ông đi follow, tại vì không hiện tích xanh mà ông đi follow thì bọn nó sẽ không follow lại đâu. Ok chưa? Đấy. Và lúc up bài ấy thì nhất là up không được up trùng nhau giống nhau, không được lấy ảnh giống nhau, không được lấy nội dung giống nhau nhá. Ok chưa? Những cái nick mà là ông dùng chung một cái máy, ví dụ ông dùng chung một cái máy tính ấy thì bọn nó sẽ quét thiết bị của máy tính. Thế nên là những cái nick đấy ông không nên tương tác với cả nick chính nhiều.
Ví dụ ông một ngày ông tương tác vào một lần thì được, cũng đừng có quá nhiều nhá. Hoặc là ông chỉ cần lướt xem cái quảng cáo của Nick chính thôi, ông hiểu vấn đề không? Rồi. Tí nữa tôi sẽ cho ông xem tôi lướt lướt thế nào. Và cái nhiều comment ấy thì ông có thể đi tương tác với cả cái bọn nhóm khác để bọn nó cho mình nó nhiều, hoặc là ông có thể tự lấy những cái tự mua clone để ông vào comment, mua Rồi, clone tích trắng để vào comment, nhưng mà ông tuyệt đối không được reply lại những cái bọn tích trắng nhá. rồi. Tích xanh thì reply lại, nhưng mà tích trắng thì đừng có reply lại, ok chưa? Và ông tập trung cho tôi là, một là ông up cho tôi 5 bài hay và có giá trị để lên trên 5 bài đầu tiên, và mình sẽ dùng 5 bài đầu tiên đấy trong vòng 1 tuần, và chỉ cần chăm sóc và chỉ cần comment cho 5 cái bài đấy thôi, để cho nó làm sao cho nó lên tầm khoảng 100 đến 200 comment, ok chưa? Rồi. Đó. Thì tạm thời là nó như thế. Đấy. Tại vì bây giờ là mình chỉ cần là tập trung 5 bài đấy, thì là nó càng càng có một nhiều. Ví dụ là một một app ấy mình có thể xem được tầm khoảng 20 bài quảng cáo trên một bài post, đúng không? Đấy, là ổn rồi. một Rồi. ngày một ngày một ngày 24 giờ thì ông sẽ xem lại một lần, tức là 24 giờ xem một lần thì nó hiện quảng cáo mới, còn không thì nó vẫn sẽ hiện quảng cáo cũ. Ừ. Đấy. Cái tình trạng mà là nó hiện lại quảng cáo cũ ấy là bọn nó retargeting, đúng không ạ? Tức là có những quảng cáo ấy nó sẽ gọi là retargeting, là nó sẽ chạy đi chạy lại hiện trước mặt mình. Những quảng cáo đấy mình đã tương tác rồi, tìm rồi, comment rồi, thì mình chỉ nhận được cái view thôi. Và là quảng cáo không phải là ngày nào bọn nó cũng chạy, ngày nào nó cũng nhiều. Một quảng cáo của bọn Twitter này nó cũng chưa nhiều lắm đâu nhá. Đúng rồi, không chưa nhịp. Thì phải nói trước cho mọi người biết là như thế. Đấy. Ok, bây giờ chọn cho ông 6 tài khoản, 10 tài khoản đi. Tôi sẽ để xem để tôi check xem từng từng cái là nó đã bật, nó đã áp số điện thoại chưa, tôi sẽ ăn luôn cho nhá. Rồi, ok. Mẹ, số điện Cái thoại này, số điện thoại mà áp được ấy, thật sự với ông là mẹ phải tầm 10.000 một số để áp đấy. Không phải số nào áp được đâu ạ. Đây, cái thông này. Nhiều người người ta không bắt được số điện thoại đâu, không bắt nhiều nhiều thích số điện thoại đâu, tại vì họ không biết cái đấy. Đúng rồi, mình có gặp một anh em trong nhóm bị react đổi một lần xong là không bán được nữa luôn, tại vì sao? Đúng rồi, không bắt được đâu. Cứ sai một lần là phải đợi 24 giờ. Đúng rồi. Anh ơi, Anh mặc mới nhất rồi. vấn đề pay tiền về như thế nào? Không, bây giờ là mày add bật kiếm tiền là mày bật Việt Nam bình thường, mà mày chọn cẩn thận nhá, chọn cẩn thận, chọn Việt Nam nhá. Ông kia là ông ấy chọn mẹ US thì là Đức, tức là trong lúc mà là chọn nước ấy tuyệt đối không được tắt đi là nó mặc định về US, là mày acid. Ok chưa? Mày không phải lo, tao lo được hết, kể cả nó có Việt Nam tao vẫn có đường cho mày về tiền. Có phải chọn không được tắt đi là mặc định là US, mà phải chọn Việt Nam. À, kể cả mày có chọn về, thì cả nó có Việt Nam ta vẫn cho mày về về được về tiền về được Việt Nam mà, lo gì, đơn giản mà. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám
ta điền lại vậy, bật bật mấy cái hơi nhiều, từ từ vậy, 4 cái 1 hay không biết. Ok anh, thì em vào gấp bài bây giờ đi xem. Đây bọn ta đang cố gắng là ra cái tool nhanh nhá, để cho anh em còn 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 dùng để chéo cho nhau. Cái tool đấy đang đợi ông code, ông ấy code cái bản để thương mại ấy. Xong rồi là bán bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào ông ấy. Xóa xóa cho mình mấy bài viết code đi nhá, xóa hết bài viết code đi, xóa hết tất cả bài viết code đi nhá. Ok cái report là cái ăn đòn nặng nhất nhá. Mình report mấy cái tích vàng với tích xanh là ok đúng không? Vẫn ăn đòn. Ăn đòn. Đừng report nhiều. Report phải report nhiều người chứ đừng report một người. À rồi. Rồi ok. Đây quảng cáo này, trend gì nhỉ? Đấy. Ừ. Đấy, nốt đam này. Mấy bọn này nó hay chạy quảng cáo, bọn làm thương mại. Đây, đã nhiều lắm. Cái nick này là lúc trước bước làm về chủ đề gì nhỉ? Cái này đủ hết chủ đề. À, game nước cũng có. Ông cho đi follow tất cả những cái nick tích vàng ấy là ngon hết. Rồi ok. Lốt cái này có quảng cáo là ok rồi.
mình check qua rồi ta. Anh em biết mình vừa nãy em về làm gì không? Mình không để ý nha. Hôm nay không để ý. Để ý à? Trời ơi, để ý. Nãy là chạy quảng cáo. Nãy là chạy quảng cáo. Bên này nó cũng chạy quảng cáo được. Đâu rồi, nick của ông đâu, để xem nick ông có quảng cáo không nhỉ? Nick ông hình như không có quảng cáo đúng không? Ông xem lại giúp tôi với. BDC gì nhỉ? BDC... Million. Million. Gửi lại cái link. Rồi rồi, để tôi gửi. Gửi trong mát này này, tôi chạy. Vân thì chắc là nó có quảng cáo rồi. Giờ... Đây, có quảng cáo đây, Zoom này. Đây, quảng cáo đây, một ngày vẫn chạy quảng cáo này. Uber này, laptop này. Lagiga này, đây. Nhiều chứ. À. Tắm hết cực quá. Còn gửi rồi đấy nha. Bài này. Có em mới mở chiến dịch follow tăng thêm được 100 tích xanh. Đi follow tích xanh gì vậy? Đúng rồi, chỉ follow tích xanh thôi. Bây giờ của nó là đi follow tích xanh là follow lại mà. Không có rồi. Nick này của ông khả năng là bị mất quảng cáo rồi. Cày thế nhỉ? Với mèo lúc tối nó phản hồi lại là tôi đang còn nó phản hồi lại là biết tôi rồi. đang trong quá trình xử lý. Thực ra bọn nó xử lý phải tầm khoảng là hết ngày 30 rồi xử lý rồi. Coi như là mất cái mẹ lên nửa tháng rồi. Hy vọng nó có đường bù.
Nhưng mà mình đi lướt mấy 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 trang của anh em khác thì vẫn có tích xanh, vẫn có quảng cáo. Chỉ là mình không có thôi. Mình không có thôi. Cái tình trạng này thì nhiều người người ta cũng chả biết chả hiểu đâu. Không biết bị vấn đề gì. Dĩ nhiên Nó là giờ ta tập trung không chỉ rõ. cái này bảo rồi, nó cái này là do mình đi tương tác với cả những cái tài khoản nó uy tín thấp hơn ấy, thì là mình khiến cho mình bị hại uy tín, là nó mất mẹ quảng cáo, và là dùng những cái nick này để tương tác với cả nick của mình, những cái nick của mình này, xong rồi những nick vi phạm này là cũng mất. Mình test rồi, bay cả mẹ, mất 99 tài khoản đấy, mất mẹ gần Mình mất chỉ dùng một tài khoản. đấy 9 tài khoản bật kiếm tiền rồi, làm tính nhẹ nhẹ ra là mẹ tầm khoảng 550.000, nhẹ là 550.000, mà nặng thì tính ra ngoài là 700, thì lại rơi tầm khoảng gần gần năm năm cho là 5 triệu tròn đi. Đấy, xong rồi là bù bù cho mấy ông kia mười mấy nick nữa, mất mẹ hơn 10 triệu. Cố đi thay người kinh nghiệm. Thì coi như là đã thử lần đầu rồi, để cho nó test cho nó biết mà. Con này có quảng cáo này, rồi nhiều tài liệu can be X sẽ sớm bắt đầu giải phóng tên người dùng cũ không hoạt động. Như vậy là nhưng mà chuyển. Ôi vậy tức inactive user này. Ignorantly. Ai mà không hoạt động mà nó cho đang hết. Cũng hay đấy. Cái này nó có quảng cáo nhưng mà là nó hơi ít à, có quảng cáo hơi ít nên là ta phải chọn cái nick khác thôi. Bây giờ nó nhiều quảng cáo à, đây à, cái này nhiều quảng cáo này, ba bốn quảng cáo ngon này, nhiều này, ok nhiều luôn, cái này được. Ok. Chọn cho cái cho ưng ý thì thôi được anh. Ok này nhé. Đây đúng không? Bỏ đây đi nhá. Bỏ quá 10 đi nhá. Bốn cái hai 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 con rồi nhá.
giỏi lên. Ngày mai không không? Rồi, không có. Xuất ra luôn thì không gì cả đấy. Đấy, có phải con nặng có đâu, nó phải ngâm, con nặng không có phải ngâm tiếp. Thế nên là bây giờ là tài khoản mẹ cứ 1.000 tài khoản mất mẹ một nửa để cho bị suspend rồi. Xong rồi từ trong những tài khoản này mẹ lại lọc ra thêm một nửa nữa để cái tài khoản nào mà nó có chạy, nó có quảng cáo thì mới được bán. Đấy. Ông nghĩ là mẹ cái tài khoản nó còn nhanh không? Không nhanh. Đúng thời gian. Nhiều người ta không biết thì người ta mẹ nghĩ là bán đắt, nhưng thực sự mẹ trả đắt thế nào? Nhưng mà mình để ý là cái thời gian mà tạo cái nick là từ năm 2021 ấy. Thì nó có quảng cáo nhiều hơn. Không phải đâu ông ơi. Tôi test rồi. Nó là do sở thích này. Nó là do cái thời gian ngâm là bao lâu và cái IP ngâm như thế nào. Test rồi. Nói chung là chứng minh được. Đã chứng minh với cả anh em trong team hôm trước rồi. Mỗi anh em mỗi người mà chuyển sang thư mục. Tuy cái này nó hơi lâu một tí nhưng mà là cho nó kỹ luôn. Đấy, cho anh em cho nó thoải mái. Sau này là vấn đề gì anh em phiền nhau. Đã kỹ luôn từ đầu luôn, cho đỡ cái. Tính tôi là thích nó kỹ luôn từ đầu. Follow mà nhiều thì nick cũng thích, và mất công để nuôi cho nó follow nhiều thôi. Thực ra bây giờ anh em cứ tính nhá, bây giờ nuôi tầm khoảng 10 tháng, mỗi tháng mất tích xanh thôi thì nick của mình sẽ bây giờ tầm khoảng 30-40.000 follow, mà mình bán đi thì anh em tính bán bao nhiêu? Tiền nuôi chắc là tầm khoảng một tài khoản tầm khoảng mấy triệu nhỉ? Một tháng là mình tốn tầm bao nhiêu thôi? Tiền tích xanh thôi. Nếu mà ông để tôi bay thì 250.000 một tháng. Một nick 10 nick thì một nick là 250.000 một tháng rồi. Tiền tool thì tính theo năm. Ví dụ là 3 triệu một năm thì một tháng là 300.000. Tính nhẹ 10 tháng đi, 10 tháng cho là 3 triệu đi. Thêm là 2,5 triệu là 5 triệu. 5 triệu một nick thì bán, biết là mình bán ra thì mình bán cái nick 30.000 đấy. Thường thường là cái nick 30.000 follow mà toàn tích xanh thì tôi sẽ bán rơi vào tầm khoảng trên 2.000 đô là ít. 30-40 triệu một nick đấy. Bọn dự án bọn nó mua thôi không ạ? Chứ người bình thường nó sẽ ít người ta mua. Nhưng bọn dự án bọn nó check được rồi, bọn là bọn nó mua. Vì tôi chỉ bán theo dự án thôi mà. Đấy.
Nhưng mà mình mà nuôi thế thì mình không phải nuôi một nick mà mình nuôi mẹ 10 10 20 nick. Sao sang lọc lại nữa mà. Ông 10 20 nick chỉ cho đi follow thôi mà có làm gì đâu. Nó có bị quái không? Thường thường thì follow ấy thì như này. Kịch bản thì phải thay đổi hàng ngày. Bây giờ ví dụ nhá. Rồi sau này thì tôi sẽ update thêm cho cái follow là sẽ random. Ví dụ là random từ 1 đến 60 giây. Nó sẽ tức là mỗi đích sẽ tự chọn được random từ 1 đến 60 giây và nó sẽ random là một hàng của nó sẽ là bao nhiêu giây. Ví dụ là một hàng là tối đa được follow được 20 người nhá. Thì tôi sẽ random là nó sẽ chọn random từ 1 đến 20 người thôi để follow thôi. Thì như thế là mình vừa random là follow này, mình vừa random là cái người chỉ định follow này và mình vừa random thêm thời gian follow này. Ba cái random như thế nó sẽ khiến cho cái con AI của cái con Twitter ấy là nó sẽ rất là khó để nó check được là thật hay là của này dùng bot hay là dùng không. Thấy đó, tức là thuật toán ấy nếu mà là random một lần thì rất là dễ, mà random hai lần thì độ khó tăng lên rồi, và random ba lần độ khó tăng lên là mũ ba rồi. Đúng rồi. Đó. Ok, quảng cáo này. Hai này. Ba này. Là ra môn. Bốn này. Là nhiều này. Nick bất kỳ luôn nhé. Con này thì không có quảng cáo. Sang con khác. Misaki. Nhật này nó có quảng cáo. Bọn Nhật toàn chơi app cũ. Không, bọn nó nhiều khi bọn nó không chơi quảng cáo. À đấy. Nhật. Không bật kiếm tiền đúng không? Không bật kiếm tiền này theo này. Không phải thế là bật kiếm tiền đã có này. Có nhiều luôn này. Đấy, có nhiều luôn này, chơi được cả game cả nhất đủ hết. Đấy được, ok nhá. Thực ra lấy về thì không cần phải đổi tên đâu, mất thời gian. Đổi tên mất mẹ mấy ngày rồi. Nếu không thích đổi thì đổi được, chả vấn đề gì. Lấy về thì đổi luôn, lấy về đổi luôn. Đấy, lấy về đổi luôn được. Nhưng mà bọn tôi chơi thì bọn tôi chả cần phải đổi. Tại vì là chỉ để lấy chạy để xem quảng cáo, chạy quảng cáo. Mình nghĩ cũng không cần đổi đâu, vì đổi bị hạn chế. Chúng ta bây giờ từ bản như này, 10 nick đúng không? Chúng ta lấy để cho nó về up theo chủ đề. 10 nick thì mỗi nick up làm 5 bài thôi. Xong rồi mình cứ gọi là chăm sóc 5 bài đấy thôi. Không còn nhiều, cứ 7 ngày chăm sóc một lần. Cho nó đỡ mất thời gian. Đó là có quảng cáo. 2, 3 quảng cáo rồi. 4 quảng cáo rồi. Đã có, yệt con kia. Vì là bọn này nó dùng tool ấy. Nên là quảng cáo nó giống nhau. Đó, có quảng cáo. Quảng cáo bờ nhé. Năm rồi. Ông này là có phải đang phải có 6 quảng cáo. 6 quảng cáo là full. Ok, con này chỉ có 5 thôi. Hello, Ren Am Ben Lam Cho. Mày ok này. Ok, một quảng cáo này. Hai quảng cáo này. Không, một quảng cáo. Hai quảng cáo này. Ba quảng cáo này. Đó. Nhưng mà
được. Tính năng này ngon này. Xem này, hai con cá một này. Ủa cái tên của cái tài khoản đó là tên gì? Có lại được nhiều quảng cáo này. Con nào không? Rồi, ok. Thấy rồi. Góc rồi này. Hả? Cam sốt à? Đây, để đi đón đây. Ok. Sao về luôn thế? Ok, về cho bố hạ sốt. Đó là được nha. À, trường đợi cho tầm khoảng 10 phút nha. Để đi qua trường đón con bé về nó ốm ăn nó sốt 10 phút thôi. Rồi ok bác. Xong rồi là cho anh em xem cái con tôm mới. Ây da. Ra đi cùng đi. Ôm. Sốt không đứng xe. Đi cùng đi. Đi cùng đi. Ôm nó được nó. À, con gái bố. Ê, dép con có vấn đề không?
Ok, về rồi. Check trên này nha, trường nha. Trường còn có like không? Đây rồi, mình còn đây. Ok. Cho nó về cho hạ sốt cho. Bây giờ xem tiếp nick này nhá, nick thứ tư ở trong cái lô vừa rồi nhé. Sao nào?
Thường thường lý do nó sẽ ở trong cái phần ADS review version này, cái phần interesting và rất là nhiều mà. Rất là nhiều, nhưng mà crypto nó hơi ít. Con này chắc phải về cho follow thêm cái bọn tích vàng tôi mới list ra nhá. Được rồi, ok em. Hai bạn vẫn có quảng cáo. Quảng cáo nó ở ngoài mà để xem ở trong anh nhỉ. Phần này. Đây có quảng cáo này. Ở ngoài nhưng mà trong thêm bao nhiêu một này. Hai này. Không phải hãy. Hai bị hack ADS rồi. Ừ đúng rồi. Hack ADS là một nửa ADS có hay không? Lúc nãy là ít nhất phải là được 6 cái. Nick nick trước. Đây là nick ngon. Đây cho ba cái nhá. Rồi. Nick này nick cuối này, bỏ ra này. Đấy cho chọn như này cho nó thoải mái hơn đấy. Đây là gọi là người mới này thì đấy, sau này về sau mà đông biết thì chắc không làm được cái này được. Cho người ta chọn này nhá. Mà dĩ nhiên là phải cho người ta cũng nghe. Ngon. Lô mới thì đang ngâm chắc phải tầm khoảng 15 ngày nữa mới có. Lô này gần bằng hết rồi. Ok, xong. Vào xong login từng cái nhá, check từng cái một cho tôi nhá. Rồi. Để xem. Mới mua 2 proxy chết trước 2 cái. Ok. Login vào xem cái nào mà là chưa có số điện thoại để tôi add là tìm hồi tí nữa tôi check luôn. Đây là 1 2 3 4 5 5 nick được không? Chờ tiếp. Và mấy nick này đã bật kiếm tiền luôn rồi đúng không? Chứ à, khi nào mà ông lấy thì mới búp. À được rồi. Ừ, khi nào lấy thì búp, nhanh mà. Sống ở những cái nick tinh phẩm trong tinh phẩm này. Một quảng cáo này. Hai quảng cáo này. Quảng cáo mà khi xem xong ấy, xong rồi là F5 lại ấy, thì nó sẽ có quảng cáo mới. Nhưng mà là nó sẽ không hiện nhiều đâu. Nó phải là đúng đúng với cả cái
thức của nó. Một bài thì một khi xem qua rồi thì phải đợi 24 giờ thì mới được tính tiếp. Ngoài có quảng cáo, ba quảng cáo. Đấy, xem qua hết rồi nó sẽ hết. Quảng cáo lúc qua hết rồi sẽ hết. Xem này. 57 này. Con này thì lại không thấy ở trong này. Không thấy thôi cho loại. Này là 3 giờ chiều, 3 giờ chiều thì nó đang rơi vào tầm khoảng đêm của bọn Mỹ, nên là khả năng là quảng cáo sẽ ít. 3 giờ chiều Việt Nam không hiện quảng cáo, lại ao tiếp. Xem của Vân chả có quảng cáo luôn. Không có ADS. Nếu mà ông dùng chung một IP nhiều á là chỉ thấy được một quảng cáo à ba. Đang nói chuyện với cả khách. Hả? Đang nói chuyện với cả khách. Bác vào đi. Chả đang nói chuyện với khách mà. Đang nói chuyện. Bố cháu à? Gọi xe. Hả? Anh em đợi xíu nhá. Ok ok. À, phải ngâm proxy đấy cho nó quen đi. Proxy mới khả năng là phải loát lại. Alo, bố có nhà không? Bác Cường bác kia sang hỏi bố này. Biết rồi. Đấy. Vào vào. Bố có nhà. Bố có nhà. Giờ đi vô chỗ này, cam nó sốt. Thế à? Thế con kia? Đang đi học quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được đâu, anh hơn lốt. Đừng đừng đừng, đã càng sốt cho càng lạnh. Một số á, không có à? Khả năng thì đấy là do Prusy rồi. Đấy là do Prusy mới rồi. Ngâm là phải ngâm thì nó miệng nó rồi. Cái trường hợp đấy thì chắc là phải đợi bọn Elemus, bọn nó fix rồi. Toàn là nick từ ngày 27 tháng 7 đấy. 27 tháng 7 này. Một khác. Làm đi rửa đi. Đi ra hỗ trợ cùng nhá, hỗ trợ cùng đi. Đi đi, tao đi đi con rồi đây. Quá, em ấp vào nhá, không bóc vào nhá. Cấm bóc ấy. Ăn gì đâu. Là Prusy gì đấy?
Rosie của IP Việt Nam đấy. Proxy 48.000 à? Proxy 48.000 cũng là loại xịn rồi mà. Khả năng là đổi IP mới là nó cần thời gian để nó update. Cái lỗi này chắc là tầm khoảng hết tháng này là nó sẽ fix rồi. 15 ngày fix một lần. Đây quảng cáo đây, KFC Canada nhá. Trường nhá. Đây nhá. Đây. KFC này. Đây, Garden Spot này. Beat Boy đây. Bên còn chỗ đây này. Jingo này. Đây, Wiki này, con này ngon nhá, nhiều quảng cáo này nhá. Ok rồi. Ok. Đây, quảng cáo này một này. Google đây gì đó. Hai này. Ba này, nhiều lắm. Bốn này. Thôi, con này thôi khỏi chê nhá. Năm này, đấy, khỏi chê. Đầu tiên sau. Ok, ok. Hai này. Ra kia làm con, ra kia làm đi. Bốn đó. Một này. Xem đây, lấy ra hút đúng rồi. Hai này. Ba này. 4 này, phải con này thật tuyệt vời luôn nhá. Đẹp phải nhiều. 5 này. Khỏi chê. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 2. 20 comment mà 4 quảng cáo thì thôi, khỏi phải chê đi. Về ngâm xong rồi. Ngâm xong là ngon hơn gì nữa. Ngâm xong là ngon. Có những nick mà là lúc đầu mà là không hiện quảng cáo coi như là về sau đéo hiện quảng cáo luôn. Về xóa thôi, post đi nhá. Ok ok. Một này, đây Ricky Cracker này, nhiều bọn nó có ghi ra quảng cáo cũng nhiều đấy. Ít giờ. Hai này. Ba này. Con này ngon này, chắc lô này ngon. Bốn này. Lô này ngon, hiện nhiều. Năm này. Thì đéo còn phải nói nhiều đâu. Lô này ngon. Đó. Ok rồi đấy. Lại nhiều quảng cáo nhá. Ngon đấy nhá. Đấy. Ok ok. Này còn ngon. Lô này mà được chắc là được hết. Được chắc được hết. Không có nào trượt. Đây quảng cáo này. Ba lít rồi. Đây. Này thế. Okay. Ai có quảng cáo này, hai quảng cáo này, cái này là xem lại hai lần nữa. Để đấy thì quảng cáo giống nhau, bộ quảng cáo giống nhau. Nó có thể là nó chạy nhiều bài xong rồi là hiện. Rất nhiều bài luôn. Ừ. Tức là cái này là nó chạy là remarketing. Lúc mà là lên ADS ấy thì bọn nó sẽ kích vào là remarketing. Đã bảo là lúc đầu vậy cho chọn từng cái một rồi mà. Mời uống á, nói luôn.
Nick nào cũng ngon như thế thôi. Họa may ra được vài nick nó ngon hẳn. Ai gọi đây? 024 là bọn nào? 024 là đầu nào ấy, bọn vợ nhỉ? Đại viện đấy. À. AD này, chắc là ngân hàng rồi. AD lần trước bạn lấy cho nó mấy trăm cái thẻ mà. Quảng cáo tích vàng 1 này. 2 này. 3 này. Lenovo. Lenovo là kìa. 4 này. Nó lại ngon này. 5 này. Ổn. Tai non thầu VIP. Bài của nó có 12.000 comment cơ mà bảo sao bài của nó được nhiều tiền. 12.000 comment vẫn ít đâu. Quảng cáo này. Con này ổn đấy. Hầu như lôi ổn ổn hết rồi, 4 con ổn hết. Không mệt. Lúc nãy giờ là được mấy con rồi nhỉ? Như chấm 9 con rồi. 9 con rồi. Mua ở trên MMO vậy 10 con chắc đéo được một con như này. Mà bán nó bán theo lô mà một con không được thì coi như cả lô đéo được luôn. Lấy tiếp con này cho cùng lô nhé. Chắc là ổn luôn thôi. Chỉ cần quảng cáo mà là nó nhiều ngạch trong năm này, tức là nó sở thích nó nhiều ấy, thì khả năng là ông sẽ nhận được quảng cáo rất là nhiều luôn. Không cần phải nhiều, phải post nhiều nhiều lên đâu, cứ gọi là quảng cáo một bài mà chất lượng mà là nhiều comment sẽ được rất là nhiều quảng cáo. Nhiều người ta áp nhiều, mà áp nhiều thì dễ đứt. Áp vừa vừa đó, con này nhiều quảng cáo lắm này, con này nhiều quảng cáo lắm. Ngon. Ok. Con này khả năng là ơi có quảng cáo không? Nhìn giống à? Automatic cái gì đây? Đây, nó không bật tắt. Nhiều con nó không bật quảng cáo. Đây là không có quảng cáo à? Sao nào? Quảng cáo hiện ở ngoài nhiều đấy em ạ. Cái mình không có à? Chọn em Taylor Swift. Xem. Một số chọn có thể chọn một số người nữa, cứ có một số người có. Đây có này. Khả năng là mấy nick kia nó lại bị dở hơi không có. Mấy nick mình xem. Hai có này. Ba có này, ngon này. Diễm My à? Qua mẹ rồi. Diễm My á. Chẳng biết là có quảng cáo hay không. Quảng cáo hiện nhiều á, cái này có hiện hiện nhiều á. Mấy cái nick kia chắc không bật quảng cáo hay bị hai bên hay là bị có vấn đề thì có thì nó mới không hiện. Đều có quảng cáo. Đây trên mi đây. Chắc gì ở đây có quảng cáo này. Biết cái quảng cáo này. Có đấy, có quảng cáo đấy.
test phải có 3 quảng cáo. 2 quảng cáo thì là cái này cũng dính đấy. 3 quảng cáo đủ rồi nhá. Đủ 3 quảng cáo rồi. Ông chụp hình giúp tôi cái tên của nhau, gửi qua tôi để tôi xem thử cần đổi tên, xem thử cái tên ok không. Username này. Ừ, đây có. Nghiên cứu thử cái tên nào cần đổi hay không. Kiều xem nó búp vào, nó búp vào cái tiên chưa Kiều? Kiều xem qua đây búp vào cái tiên chưa? Mấy nick kia búp vào cái tiền chưa? Xem thử xem nó chạy chưa? Chạy follow chưa? Chạy vào cái tiên chưa? Anh cho vào ông cho vào tu chạy rồi đấy. Đã bảo nó cho vào tu chạy rồi đấy. 4, 5, 6, 7, 8, đấy. Đấy, trường xem đi nhá. Thế thì nó chạy cả view luôn rồi đấy. Mày xem nick nào được thì mày bật kiếm tiền luôn đi. Mày xem màn hình anh chỉ luôn cho, hoặc là mày ấy đi. Đợt trước là anh Minh nghĩ là đang chọn chọn quốc gia thì tắt đi phát thì là nó mặc định sang bên US là lại phải đổi khác. Vào đi. Rồi ok, tôi nhận được rồi nha. Check đi. Cái nào ổn rồi. Rồi. Check đi ổn rồi. Bây giờ là chạy cái kia đi. Ông xem gửi cho tôi 10 nick trắng quá. 10 cái gì không? 10 nick trắng để tôi test. Nick trắng à? Ừ. Nick trắng thì phải mua ở trên MMO thôi. Tôi làm gì có nick trắng. À đó hả? Ừ. Ok. Thì nó bao nhiêu một nick nhỉ? Rẻ mà. 1000, 1000 một nick. Tôi chỉ có nick nuôi thôi, nick trắng thì mình nuôi thì thế làm gì. Để xong rồi thì tôi kiểm tra xem mấy cái đó là add số điện thoại cho ta luôn. Ừ, ok. Oh.
xanh, follow profile. Thank you.